Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy, thưa tất cả đại chúng, con có một câu hỏi hỏi thầy là chuyện mà giới trẻ bây giờ, cả các em sinh viên và tất cả những giới trẻ thanh thiếu niên, thưa bây giờ cuộc sống của các em là bây giờ nhiều khi quá dễ dãi trong cái chuyện nam nữ, hoặc là ăn mặc, có những em mà ăn mặc quá, có những cái sự gọi là thiếu bài, gọi là như là vật cảnh ấy. Và đôi khi sống trước trong hôn nhân, thường là sinh viên có thấy nhiều em là sống trước hôn nhân, thì con hỏi đó có phạm tội tà dâm không ạ? Chào đồng bộ tay cho con hỏi. Nếu mà những người con gái ăn bận gợi cảm mà chạy xe trên đường, chắc chắn tai nạn giao thông sẽ tăng. Không có nhìn ngoài đường nữa, nó sẽ nhìn hai bên, nhìn lung tung. Tại sao con người mình phải xây nhà? Đâu phải chỉ đơn thuần là chịu trú mưa trú nắng đâu, mà còn xây nhà đẹp nữa, tức là nó có cái giá trị thẩm mỹ về hình tượng. Đâu phải mình mặc đồ là đi che cái thân xác không đâu, mà nó còn nói lên cái gu thẩm mỹ, cái đẹp, cái tôi, cái độ giàu có của mỗi người. Phải không ạ? Đâu phải cái món ăn chỉ là đơn giản qua ngày đâu, mà nó còn làm đẹp mắt, thơm mùi, bổ dưỡng, ngang dọc đủ thứ. Có nghĩa là con người á, nó hơn con vật ở cái chỗ là nó có một cái giá trị chân thiện mỹ ở trong mỗi hành động của bản thân, mỗi cái nhìn, mỗi ngôn ngữ, mỗi cái cười, mỗi cái nơi nó ở, mỗi hành động nó làm. Như vậy nếu mà giới trẻ người nam mà thương người nữ, người nữ mà thương người nam, nếu thực sự là mình làm một cái hành động mà nó phải đáng giá nhất, phải cung kính nhất, phải tâm niệm nhất cho người mình thương. Còn nếu mình ở bụi thì mình coi họ cũng giống như là đi đường, phải không? Mình khỏi nói cái chuyện đạo đức ở đây, mình khỏi nói cái chuyện là phạm giới thứ ba tầng nhân hay không đi, mình nói cái chuyện là bình thường thôi. Nếu mình thương một người thì mình ngồi đi trao xong để họ ngồi dưới đất, họ bưng cơm mình cho mình ăn lên này, đó không phải là tình yêu không? Cũng giống như vậy, những cái hành động nam nữ thân mật thân xác quá đáng trước mặt người khác một cách công khai thì nó có mấy vấn đề chúng ta cần lưu ý là giới trẻ tại một cái tâm sự. Trước hết là một hành động của mình mà đối với người mà mình thương mà hành động đó không thể hiện cái văn minh, không thể hiện sự nâng niu cảm kích của mình qua cái cách mà mình cho những gì mình có, qua cái thứ cách, cái thái độ mà mình nhận những thứ gì mà mình được cho, mà mình không nhận nó ở cái không gian trân quý, không nhận nó với một cái thái độ cảm kích nâng niu, thì đang mình sẽ thường chính mình và mình sẽ thường chính họ. Đó không phải là tình yêu, đó là sự hưởng thụ. Vậy là rất là quá đáng cho người kia bằng một câu thần chú ai lớp du, người ta xỉu xuống và anh bắt đầu lợi dụng. Nó không phải là lợi dụng đâu. Vấn đề thứ hai là chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, nếu như mình để ý ai mà đã có vợ có chồng rồi, hơi của người chồng mà đi ngang qua mình không bị được không? Được. Hơi của người vợ mình không bị được không? Được. Có cái trò chơi gì đó bị mắc lại sao? Rồi sao mà nó biết hết trơn người thương của họ, người là nó biết chương trình TV gì có không? Ai đây coi chương trình rồi này? Có trên có nè, bị mắc bắt gì á? Tại sao mà cái buồn của người chồng người vợ họ nghe được hết? Cái thế này nè, chẳng hạn như trong lúc mình ngồi đây, mình không có để ý đang tập trong cái lần này, thì mình nếu có một cái mùi nào bên ngoài kia nó bay qua đây mình nghe được, vậy mình biết được cái mùi đó là mùi gì,
khi mà bỏ mình vô trong rừng á, chưa ai chạy mình hết rồi. Nhưng mà nói một cái, có một cái lá mà có bỏ vô tay mình á, bỏ vô đâu vô miệng, không ai chạy mình hết. Ok, khi mà mình về mình làm thử cái này nè, một người nam nữ cần biết, không cần biết cố tình hay cố ý, chạm đi mình hoài, chạm đi mình cái tay của họ, cái như chạm đi vai đi, mỗi ngày năm mấy lần hay là mỗi ngày mỗi lần gì đó, đến một lúc nào đó họ tới chạm đi mình một cách vô tình, mình sẽ biết cái bàn tay nó là hoài. Biết cái này nè, cơ thể mình có khả năng ghi nhận lại tất cả những gì bên ngoài kia, dù là mình có ở đó có mặt cho nó hay không. Tức là cái cơ thể sống này nè, không phải chỉ cái tâm mình mới nhớ đâu, từng cái tế bào da của mình không nhớ đâu. Hãy người Việt Nam là phải da vậy à. Mình không biết ông nội là, nhưng mà ông đang ở trong cái càng của mình, cái cấu trúc của gương mặt của mình à, từng tế bào ADN là nó nhớ hết, từng cái người ông bà cha mẹ quá cố của mình lại, nó không, nó cái mô hình cái mũi này, miệng này, mắt này từ họ mà ra từ đâu. Cho nên á, thiền sư cái thằng phải nói cha mẹ ông bà ở đâu trong con, trong con là ở sao, cái đó là cái ý thức của người chưa giác ngộ thì ta đang tưởng, nhưng mà kẻ giác ngộ họ thấy được từng cái xương máu này là được làm từ những thứ không phải họ, trong đó là ai, cha mẹ họ. Rõ ràng mà nhớ một cái ADN thôi, nó giữ biết bao nhiêu dữ liệu nhiều hơn một cái bản não rồi. Cho nên không có phải tự nhiên mà chúng ta biết đứng cái trái đất này bằng hai chân, mà trong khi cái đất nó quay như thế này chúng ta vẫn đứng cũng không. Muốn biết điều đó tuyệt vời cái nào không? Hãy hỏi mấy anh đúng được không? Anh không thể ở trong một cái hồ nước nhỏ nhỏ mà anh bơi được, nhưng khi anh chứng rượu rồi là anh sẽ bơi trên đường luôn. Vì chân qua đứng không cũng được. Bởi vì cấu trúc của cơ thể này là một sự tiến hóa đặc biệt, từ những cái loài bốn chân, từ cái loài cá đến cái loài bốn chân theo cái thiết của đa nguyên chân, thì nó là một sự tiến hóa đặc biệt để mà đứng trên một cái nơi hai chân mà nó phải quay đến này, là cái bộ nhớ của cơ thể này nó phải nhớ làm việc, nó phải nhớ lại ra cửa kia nhà nha, có được đi ra cái này là không cái chân, nó phải nhớ là cốc bỏ vô đây, nó phải bỏ vô đây, nó phải nhớ là cái mùi này mùi kia nó phân biệt được thôi. Như vậy là cơ thể này là một bộ nhớ lúc nào cũng ghi nhận vào. Cho nên hễ mà một hành động của cái suy nghĩ được khởi lên là nó gieo một hạt giống vào trong cái tiềm thức. Hễ mà một cảm xúc khởi lên, hễ mà một hành động được tạo là một cái nghiệp được gieo. Một cái nghiệp của bản thân mình đó, từ lúc bước chân xuống giường cho đến lúc bước chân lại đến giường, 4 tiếng đồng hồ mình đếm còn hết. Vậy ngủ ngồi thì mình đi xuống đường biết bao nhiêu bản quảng cáo, biết bao nhiêu là người đủ phước vô vào trong tay mắt ngủ nữ của mình biết bao nhiêu, vô một số tiền nha. Vậy mà mình còn đi tạo tác nghiệp nữa đấy. Đó là mỗi lần mình nắm cái tay của một người cảm thọ năng lượng đặc biệt có cảm xúc, nhớ không? Nhớ. Mình nhìn một người đàn ông thôi, mình nhìn một người khác giới thôi, khác với mình nhìn một người cùng giới thôi, là miệng ngang quá thôi, tất cả nó ghi nhận hết trong này. Cho nên người Ấn Độ họ không có cái thói quen đưa tay để bắt tay người khác, họ chắp tay lại để ngon thì namaskar, phụ nữ thì namaste, tức là họ không muốn đưa cái tay mà họ nắm bất kỳ một cái nghiệp nào của người khác chìm qua bằng cái bộ nhớ lưu thông qua cái cảm của cái tay. Ta bắt tay hoài một người đi, làm sao ta nhắm mắt ta bắt tay ta biết tay không hoài. Để ý chó, ai mà đi mua chó, tiếng xe chạy cách mấy chục cây số biết tiếng xe nó còn mua chó. Đúng biết không? Con kiến nó chuẩn bị mưa rồi nó biết. Mình không biết là bởi vì mình chìm đắm trong suy nghĩ và cảm xúc thôi. Chứ nếu mà không chìm đắm vào cái biết của mình còn hơn những cái thứ mà dự báo thời tiết của mình còn cái nào. Thì ở đây mình nói là cái văn hóa từ ngàn xưa đã cho mình thấy rằng họ rất là cẩn thận trong cái chuyện mà tạo ra một nghiệp mới cho mình để cơ thể này nó
lưu giữ những cái thứ mà họ muốn. Một hành động nhẹ mình chạm tay người khác, nó đã lưu giữ lại dấu ấn đó rồi. Huống hồ gì là qua lại thân mật, thân xanh, là nó sẽ giữ lại cái bộ nhớ đó. Nhớ đó qua thân xác, nhớ đó qua cảm xúc, nhớ đó qua tâm tư suy nghĩ, không bao giờ quên. Đó là lý do vì sao cái yếu tố nhóm thân mật chia tay nhau đau đớn. Đau đớn là bởi vì nó cắt đứt ra những cái thứ mà xưa nay nó làm một. Hiểu chưa này? Khi mà nó mở lòng mình ra cho một sự sống đi vào, là nó phải mở ra bằng một sự tỉnh thức và phải chấp nhận một câu chuyện dài dài về sau. Nếu không mở lòng ra để cho họ đi vào cuộc sống mình, họ muốn đi ra bất kỳ lúc nào mà mình không hề chấp nhận và hay biết trước, mình sẽ tan vỡ lòng thôi. Hiểu cái này chứ? Nên những người trẻ, đặc biệt là những người nữ, không bổ thừa nữ nam, nhưng người nữ phải cẩn thận cái chuyện mà mình dễ dàng để cho một cái sự sống khác giới bên ngoài đi vào con tâm sát của mình. Phải vô cùng cẩn trọng, vô cùng cẩn trọng. Bởi vì tất cả đi vào đây một cách ồ ạt và mình không tỉnh thức lựa chọn đứa nào hết, thì mình đừng có tạo thêm những nghiệp quen. Như vậy một người, một người nữ thôi có thể làm siêu vẹo cả một đất nước. Vì sao hồng nhan bằng phận, hồng nhan là bằng triệu, người ta nói như vậy. Nó bằng phận là cái gì? Anh lấy cái hồng nhan của anh làm lớn lên, nó cầm phú dục vọng của đàn là cái phận của anh, cái âm đức của anh nó xuống. Khi một người phụ nữ mình nên biết nó là cái âm tính, là con người thể hiện dương tính. Cái gì âm tính là nó phải ẩn nhẫn, nó khiêm hạ, nó nhún nhường, nó kín đáo, nó che lại. Mà mình đi phơi ra bên ngoài qua cách ăn bằng trên Facebook để cho thiên hạ tin tưởng cái chân của mình, cái vòng 1, vòng 2, vòng 3 của mình là kẻ bán thân. Bán thân chứ đâu phải nó nhất định là phải đi bán theo kiểu chấm đến chấm đó. Mình chạy ra ngoài đường mặc đủ loại đồ mà không ẩn nhẫn, che đậy để cho thiên hạ bất kỳ một con mắt nào có thể chiêm ngưỡng mình. Đó là cách mình bán thân. Mình coi rẻ cái thân xác này trước khi mà mình cưới một người, mình phải dần toàn bộ cái đẹp nhất cho người đó. Cái này mình chưa cưới họ, mình để toàn bộ cái thân mình lộ liễu ra cho tất cả ai cũng có khả năng chiêm ngưỡng đó hết. Thì thử hỏi người phụ nữ đó, giá trị của họ là ở cái thân xác hay là vượt qua thân xác. Nếu như một người phụ nữ mà chỉ biết sống từ đây đến suốt, thì khó lòng có một hạnh phúc, khó lòng mà có kiếm được một người chồng tử tế và có một gia đình hạnh phúc. Vì ngay từ đầu họ đã coi họ là một quán nhậu chứ không phải là đình. Thì đàn ông tới nhậu chứ không phải tới thờ họ. Này, khi mình biết được cái sức mạnh của người phụ nữ, tức là cái vẻ đẹp và cái sức thu hút sinh tử mà mình tạo ra cái giá trị cao nhất của nó để mình đi ra đường, mình hiến dâng cho tất cả thiên hạ mà mình không biết là ai hết, thì đó không phải là người phụ nữ trí tuệ. Ngoại trừ công việc mà nó bàn nha, còn mà nhậu dạo mà muốn thể hiện ra thì người phụ nữ nó rất đáng thương. Mình muốn một người đàn ông đạo đức mà cách của mình ứng xử là tạo ra một cái quán nhậu, thì ai tới quán nhậu những anh chàng muốn nhậu. Vậy thì mình trước hết là phụ nữ hãy tạo ra một cái đền thờ, tức là kín đáo, ẩn nhẫn, khiêm nhường, từ cái hành động đi đứng ăn vận sinh hoạt hàng ngày. Thì câu mà người ta nói câu gì mà người ta nói là quân tử háo cầu phía trước yếu điệu tục nữ, quân tử háo cầu yếu điệu tục nữ là sao? Là người phụ nữ rất là ẩn nhẫn, khiêm nhường, nhẹ nhàng, kín đáo. Còn người phụ nữ mà thể hiện ngông cuồng, ngạo mạn, khoe khoang, người đàn ông họ chỉ tình một đêm. Bởi vì tình yêu của người đàn ông với người phụ nữ là bắt nguồn từ sự kính trọng. Nếu không có sự kính trọng,
họ chỉ qua đường. Và người phụ nữ không ngờ cái thứ con dao lợi hại nhất của mình được sử dụng lại cắt ai? Cắt chính họ. À, cái đó. Cho nên ở đây thầy muốn chia sẻ với người trẻ những vấn đề như thế này. Đó là những thầy không có cái chuyện mà phạm giới thứ ba là không. Nếu như mà anh không có thọ giới, anh nói tôi không phạm thì cũng đúng. Anh quyết định cuộc đời của anh cỡ nào, anh có muốn cuộc đời của anh nó nhiều hơn là cái thân xác cảm xúc tâm tư này hay không, hay anh chỉ coi cái thân này là thuốc anh để anh đi dạo dạo mà anh phá rối cuộc đời người ta. Nếu như mà anh coi anh nhiều hơn là cái thân xác này thì những hành động của anh phải cẩn thận, tạo bất bất cái bộ nhớ trong này, và những cái bộ nhớ nó phải được lập trình một cách thứ tự, đừng có yêu hết người này người kia rồi từng cái tế bào ở đây nó không biết lộn xộn trong đó, bữa nay này bữa kia nó tự rối trong cái đầu óc, nó không xử lý được nổi cái chuyện mà cảm xúc tối ngày vui buồn thôi, thời gian đau đớn mà để nuôi dưỡng tinh thần của mỗi người. Người nào mà nặng tình thì chỉ đọa, người nào mà nhẹ tình thì mới siêu lên ở chỗ này. Cho nên mỗi cái hành động của một người trẻ, không người trẻ người già hết, nhưng là cái hành động của mình có một cái kết quả là tập yêu, mình vui lòng hành động, sau đó để những cái bộ nhớ bên ngoài kia nó vô đây một cách đơn giản nhất, thì còn thời gian và năng lượng còn lại để mình làm cái việc khác không vấn đề. À, cái hạn như mà mình ăn mình nhai 50 lần thì con tử của mình nó làm việc ít lại 20 lần, máu cứ xuống bớt lại đi để cái năng lượng và thời gian cho mình làm việc khác. Còn mà không thử mà mình nhai ba la vô đây con tử làm việc cực kỳ nặng, chỉ như mức độ mà xe nó chạy càng tốc độ cao thì cái bộ máy nó càng hư hao nhiều và nhanh, và mình càng giảm tuổi thọ. Có nghĩa là những gì mình đưa vào qua cái tai mắt mũi lưỡi thân khí của mình mà một cách rất là chưa được nhường nhịn, mình đưa vào những thứ ác, những thứ bất thiện, những thứ khó tiêu hóa, thì cái thân này nó phải dành lại thời gian và năng lượng để nó tiêu hóa những thứ đưa vô cái tai mắt mũi lưỡi này, nó chuyển thành cái dược chất nuôi, dù nó là vật chất hay tinh thần. Như vậy là nếu mình đưa vào những thứ mà thân này nhiều khi nó buồn gì, nó dần hết thương người này, nó hết chết người kia, nó vào đây chưa được ngay kỹ mà nó cứ thích là vào, cứ thích là đưa vào, cứ thích là nhích, nó như vậy đó. Thì sao? Cái còn lại là ngồi xuống là tâm mà nó đòn đòn cũng thứ hết rồi. Thử một thiền xuống cho người trẻ họ không ngồi được, là bởi vì hàng ngày họ phạm quá nhiều những cái lỗi mà bản thân họ thích, họ bị chính cái tham sân đó họ vượt qua mà khiến họ buộc phải hành động, chứ không phải là hành động của họ lừa cái chồng. Hiểu cái này chứ? Cho nên một hành động của mình, nếu như niềm vui đó là tiền, là tình, hết người này đến người kia, hết kiểu này đến kiểu nọ, thì những hành động bằng hành những hành động đó là những hành động rất vô sơ, đưa vào trong tay thân mình cái mất thời gian tiêu hóa. Còn cái hành động, cái hạnh phúc của một người biết tu tập và một người cái tâm linh của họ bắt đầu cao hơn một chút và sống nhiều hơn là thân xác cảm xúc và tâm tư này, là họ chỉ cần cười vào một đoạn hành, họ chỉ cần có một niềm vui với ánh mặt trời buổi sáng rọi lên lòng tay họ, và rất cần rất là bình an ngồi xuống và hít thở thật sâu, và hít thở này đủ làm cho họ qua này. Và những cái hạnh phúc nhỏ nhịp vi tế đó đi vào đây và nó tưới tập các trong tâm linh trong này này, và nó không có nhiều thời gian để tiêu hóa. Bằng không anh chọn lựa những hạnh phúc quái gở càng gỡ bên ngoài đi vào, anh phải mất thời gian và năng lượng để tiêu hóa. Anh ngồi xuống đi, những người ạ không thể ngồi yên được, nó nghĩa là phải đánh. Còn những người thiện họ không cần lương tự và tạo tác nhiều, họ ngồi xuống họ vui bản thân họ, có ai làm họ thiện không, họ có làm cái gì không, tự động tâm họ yên. Như vậy cái tâm yên là tự nhiên, như là no đủ đất nước không khí oxy không nở. Như vậy cái còn lại đây là cái chuyện lớn của một đất nước. Nếu như mà mình đã từng qua phim của nhau lớp tuổi hai qua phim của nhau lớp tuổi như đây này ta, hôn khá là nhiều rồi. Của nhau 8 tuổi tức là sao, nghe cái chuyện tảo hôn đúng không, là hứa hẹn hôn từ lúc còn rất sớm, đó là nghệ thuật trí tuệ của người xưa đấy. Khi mà ta là một người nam hay một người nữ còn nhỏ là ta đã nghe cha mẹ mình hứa cả những người ABC đó rồi, là cái tâm mình đã được hướng tới cái đối tượng cụ thể rồi. Và khi nó trưởng thành qua cái thân xác này đủ vậy thì là nó không có đi lang thang theo cái hướng muốn nữa,
mà nó đã có cái đối tượng hướng tới rồi thì nó về cái đối tượng đó, cái giới nó không có phạm rồi nhẹ. Tức là nghệ thuật trí tuệ của người xưa bởi vì nó biết cái bản chất của mọi người mình là rất là hoang thú, nó muốn ngàn người phụ nữ cũng không làm cho nó đủ, nó muốn phụ nhà ngàn người đàn ông cũng không làm cho nó đủ, nó phải có một cái nghệ thuật để giữ cái lòng tham như vậy. Cho nên ngay từ lúc còn nhỏ đã được hướng cái tâm cảm xúc của mình trong đối tượng và tự động nó có một sự ràng buộc ở trong đó, và lớn lên ta là nhìn cho người đó, mọi thứ chỉ hành động của họ, không phải đi rong ruổi mà đường kia mà trong thiên hạ nhìn vô ta đã có người rồi, nó có một kiểu là vậy. Bây giờ xã hội đương đại của mình làm sao dẹp tất cả những cái đó, coi là cổ của lúc xịn được thôi, nhưng nó có tìm ra một phương pháp nào mới để thay thế cho cái sự an toàn cái mà bố nó đã vận hành rất tốt từ xưa không. Nếu không có xã hội này thì loạn, để giờ mình thấy loạn, ra đường loạn, có phim loạn, yêu đương loạn, cái người thì thấy áo loạn, bởi vì họ không muốn như vậy, nhưng cái năng lượng sinh lý của họ đến cái tuổi trưởng thành và nó quá nhiều thứ bên ngoài kia khiến cho họ không thể kìm hãm được và không có một cái phương pháp nào cho họ chỉ hóa hết. Và làm sao giờ hai đứa ngồi ngoài công viên thì nắm tay thôi, nắm tay thì nắm nó muốn đi xa hơn, nhưng mà cảm xúc quá mạnh đẩy nó tới cái hành động bản thân nó còn muốn trước mặt mọi người mà làm những cái chuyện ABC ra đâu. Nhưng dĩ nhiên là cũng nhiều đứa nó bận là nó làm như vậy, nó chứng minh là nó yêu như thế này, nó muốn cho thiên hạ thấy là nó sẽ như vậy. Nhưng mà có phạm giới tài giống hay không? Phạm là phạm cái này nè, là khi cái tâm của mình biết rằng mình tạo nó một cái sự tham lam bạo động khiến cho cái đối tượng bên ngoài khi nhìn vào cái hành động của mình mà cái tâm của họ nó không có được bình thường, mà mình có cố tình làm đó là mình phạm cái tội phá kiến của ta. Bản thân mình trong nhà Phật dạy, khi mà mình chưa được chính thức được cha mẹ con người, được đám cưới, được họ hàng hai bên chấp nhận, thì mình không được đi qua lại thân xác gia đình dù một cái năm nay. Nó không phải là chuyện bình thường, nó là cả một sự sống. Anh có chấp nhận được chăm sóc cả đời không? Nếu không, mình phải với chàng trai đặc biệt mình thương cô gái mà mình không giữ được người mình thương từ khởi bắt đầu, thì mình là một con quan muốn hưởng phụ con người ta. Khi mình hưởng phụ họ tức là mình phản bội chính cha mẹ mình, và mình phản bội tức là phản bội họ tức là mình giúp họ phản bội cha mẹ của luôn. Một người mà tự phản bội anh và anh giúp người khác tự phản bội lấy họ tức là người mình thương, người đó còn đạo đức bao nhiêu? Nếu mà lấy một người chấp nhận lấy một người mà phản bội thì sau này đừng có con họ không phản bội như này nhé. Cho nên những người trai trẻ đặc biệt là mình có một bản lĩnh của một người trưởng cũng là có một cái hướng một người con gái là mình phải kìm hãm cái năng lượng tâm sinh lý hóc môn của mình lại. Đấy, cái giai đoạn đầu tiên của tình yêu là biết không, là rơi vào ngoại tình. Giai đoạn thứ hai là hai đứa là một. Giai đoạn thứ ba là vợ một. Giai đoạn thứ tư là mình ngựa tình yêu. Giai đoạn thứ năm là cùng hướng diện một chuyện. Cái giai đoạn đầu tiên đó, đủ thứ hóc môn trong này. Thế nhưng mà mới gặp nhau nào là oxytocin là hóc môn của tình yêu, dopamine hóc môn của hạnh phúc, serotonin là hóc môn của mê muội. Nó tiếc là lần nào mình không thấy ngừng lại luôn, thì cái giai đoạn đầu tiên mình thần thánh hóa tình yêu mình, mình lãng mạn hóa nó, mình trường tồn hóa nó, và mình nghĩ là giàu hết, giàu hết, ABCD hết hết hết. Đúng. Mình phải là một người thương người thương mình, đặc biệt là người trai. Mình phải giữ được cái đạo đức, cái âm đức của mình để cho sau này mình nói một lời mình đứa trai mình nó nghe, đứa gái mình nghe. Mình phải là người giữ cái đạo đức của mình. Nói đây nam nữ gì cũng vậy thôi. Là khi thực sự thương nhau, nhịn nhau, kính nhau, thì sau này tự động hai người nó có một cái giới hạn giá trị của riêng nhau, khiến người kia phải cảm kích, nâng niu, cung kính, bằng không xác
chung với nhau làm sao được chứ. Ta đã đám cưới nhau rồi nhá, ta đã có cái nhẫn đeo nhau, cha mẹ chấp nhận nhau, có cái đơn kết hôn đóng với nhau, Phật Chúa chứng minh vậy mà 2 năm ta mà bỏ. Bây giờ anh đến với nhau ai chứng minh? Cái gì ra buồn? Không có ai giúp đỡ cái mối tình này nó trục trặc, nó đứng dậy, nó trục trặc, nó đứng dậy hết. Thì mỗi lần nó trục trặc đến cái giai đoạn thứ ba, nghĩ sao? Chứng tự ly dị chia tay. Cái nó ngọt chừng nào thì nó chiếm hữu chừng đó, chiếm hữu chừng nào thì ràng buộc cái nó, ràng buộc chừng nào thì nó khó chịu, nó chán chường chừng đó. Nghe chỗ này chứ. Nên những người trẻ đặc biệt khi yêu nhau thì nhớ dùng cái điều sau đây này, đó là một là mình phải quyết định cái hành động của mình là nhiều hơn thân xác này hay không. Nếu cuộc đời mình là nhiều hơn thân xác này, đừng làm những cái hành động mà đưa vào trong đây quá nhiều những cái bộ nhớ quá mạnh rắc rối, nó đa sự nó nhiêu khe từ những thân xác cảm xúc, để rồi mình không còn thời gian để mà chăm sóc được cái còn lại nhiều hơn thân xác. Tức là không có nói cái chuyện đạo đức đúng sai đây, mà nói cái chuyện anh quyết cuộc đời của anh. Nếu thật sự anh cho là tôi thích thì tôi làm, thì anh hãy ra ngoài đường đứng anh tiểu giống như là tiểu đường, giống như một thằng chó cũng cúng nó tiểu còn như đó bình thường, anh thích anh cứ làm. Nhưng mà anh vui lòng chịu trách nhiệm hành động đó của anh, và anh không được an bạc, anh đã có nhân viên viên quả quả như vậy. Nếu mà tiểu tôi thích thì tôi làm đó, thì cái thích của anh không chừng cái nó không thân của họ, bởi vì nó ra đường nó cũng tiểu, nó ra đường nó đứng nó làm cái chuyện ABCD hai đứa không. Ấy, mà có người có nơi có chỗ mà anh nghĩ không phải nó là chuyện ngày xưa thì anh ta ok, tôi cho anh thích cái gì đó, nhưng mà hình như anh không nhiều hơn thân xác đó. Nếu mà coi cái thân xác này nó dẫn anh đi hướng cách thì anh làm to cái gì không, thì chưa bao giờ lên cái phần xung quanh, chưa bao giờ xuống cả một cái dẫn anh đi thẳng một đường đó là nghĩ đi. Yes. Cái nữa người trẻ cần nhớ đó là nhất là người nam duy, mình phải đủ vững vàng để mình bảo vệ cho người mình thương. Ngay từ đầu cái đạo đức của mình phải vững vàng để mình thể hiện được cái tình thương này, không phải là đồng chơi qua đường mà anh muốn thương em là anh phải về anh nói với mẹ trước để anh chịu trách nhiệm và anh cảm kích cái người mà sinh ra em. Anh phải xin phép với người đó, anh muốn ăn một trái cây anh phải hỏi kẻ đâu. Một người đàn ông như vậy thì có người con gái phải biết chứ, chưa gì hết chứ, nè của em ăn đi anh, mà nó ăn chứ nó tội gì, phải không? Như vậy là con gái phải khôn, một cái thân mình không có thương mình thì mình coi thử cách sống nó làm sao. Nó chưa có tay ra rồi nó nắm, nắm có tay ra rồi nắm luôn, bây giờ rồi mình ngồi để nắm hết đi anh, là sao mà nó không tới được. Nắm cái tay buồn ra hả, mà có một cái giới hạn giá trị của bản thân, nếu không đừng trách người ta xâm nhiễm, rồi về sau làm sao giữ được, bản thân mình không giữ được. Này, cái nữa là tuổi trẻ yêu đương nhau ngày nay là chúng ta đang nhớ gì này, lúc 53 tuổi ta rất là ủng hộ cái chuyện cha mẹ chuyện lập gia đình, 17, 18 tuổi mình rất là tự do, mình muốn thoát ra khỏi cái quy cách bình thường của lề lối xã hội, ta không có lập gia đình, ta muốn yêu đương chơi chơi vậy đó à, có không? Cái đầu của mình lúc mà 17, 18 tuổi là cái lúc đó ta không có muốn nghĩ tới cái chuyện mà bị trả buộc đâu. Nhưng mà bắt đầu lên 53 tuổi mình nghĩ cái chuyện cần quý gia đình, nên đến lúc 40, 50 tuổi ngoài U50 là bắt đầu nghĩ tới cái chuyện một mối tình lâu dài, còn có định mạng bắt đầu gần 50 là bắt đầu nghĩ kiếm một mối tình chân thật. Có cái đó đây thì ở đây nè, những người trẻ chúng ta thấy cái tâm sinh lý của mình nó phát triển theo cơ thể này từng cái giai đoạn, nó đến nó đi nó vô thường, nó không hề có thật. Nếu mà ngay từ đầu một người trẻ mà không được huấn luyện giống như là vô trong chùa tu 5-7 tháng, 5-7 năm theo kiểu của Theravada các Phật giáo hiển thị các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka,
đó là một truyền thống rất đẹp. Bởi vì sao? Khi một người trẻ mà được huấn luyện đạo đức ở trong một cái khuôn khổ nào đó thì cái giá trị nhiều hơn là thân xác này, trước khi là nắm bắt thân xác này á, thì họ sẽ cẩn thận hơn trong cái cách họ sử dụng cái thân xác này, tức là họ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Còn mà không, nếu như mà không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nó, không được người khác hướng dẫn cách sử dụng, những người trải nghiệm qua mà anh sử dụng theo cách anh muốn nha, thì lập tức rơi vào cảm xúc hưởng thụ cực kỳ mạnh. Cái thứ mà anh làm ra một con năng lượng sống không đẩy anh đi và không biết dừng lại nào. Lúc đó anh chỉ tưởng là cái ước cái cuộc đời này là hưởng thụ, đó là hơi muộn rồi. Cho nên nếu mà ngay từ lúc nhỏ mà một người bắt đầu mở cái máy ra và coi Chúa, con Thánh, con địa ngục, con trần gian trong rồi á, tức là coi tất cả thế gian này ở trên một cái chiếc điện thoại thôi, kìm hãm lại cái nghiệp tạo tác của họ vô cùng khó. Cái điện thoại ngày nay đúng lắm, đưa vào cho một người trẻ mà chưa thực sự vững vàng thân tâm cảm xúc thân xác của họ là bất đồng, để họ lên như một chiếc tàu lửa, không chỉ cho họ vị trí tàu lửa thôi, để họ lên trên một chiếc xe tay ga nhấn nút và không chỉ cho họ cách lái, nhấn cho họ vèo và đẩy đâu họ lùi vô cùng. Và một người nữ là một người mà có một cái thiên chức trở thành một người vợ, và đặc biệt là một người mẹ, cái người mà sẽ tạo ra một thế hệ mới được tương lai, là người đó phải hết sức cẩn thận trong mối quan hệ yêu thương thân ái thân mật thân xác. Bởi vì mỗi một thứ mà mình đưa vô, mỗi một người mà mình ở tới, mỗi một hành động mà mình cho một người thương mình tới gần, là mình gieo một cái thông tin nghiệp vào đây. Mình ở với người này mình nhớ với người kia, chán người này cái lập tức mình nhớ người nọ, là một con người một vợ một chồng một đời thôi, một người thương thôi, thương không được bỏ đi luôn, không phải phải thương như vậy đâu. Nhưng mà sao biết không, yêu quá nhiều người người ta sẽ so sánh, bỏ nhiều lần trở thành thói quen, ở người này ta tâu người nọ, lòng ta không quan trọng gì, bởi vì hành động của chúng ta ở những người này I love you, ở người kia I love you, mình lừa dối mình. Đó là vì sao mà mình phản bội tình hay lừa dối tình mình để đọa xuống thì còn cái thân của mình, người nữ mình bị cắt thai ra hay là tai là ôm một lòng, nữ thì bị trẻ hai thân xác ra, nó nghĩa là sao? Và ở những người này nhưng mà ta nhớ cảm giác từ ta đang tạo một cái địa ngục trần gian ngay trong cái tâm gian chốn của mình, cái tâm đó nó bất đắc luôn, sao mà cảm thấy nó bất đạo đức vậy bạn? Mình xứng đáng bị trừng phạt, mình muốn như thế và sẽ có một nơi xứng đáng cho mình thôi. Cho nên không có phải mà cái chuyện tảo hôn là cái chuyện xấu đâu, nó là nghệ thuật để giữ gìn thân xác của một người chưa trưởng thành đấy. Nếu mình không có nghệ thuật nào khác giúp những người con của mình thì mình cẩn thận cái cách mà họ sống quá cởi mở ngày này, nếu không là đưa cho họ lưỡi dao rất bén nhạy mà chưa muốn luyện cái tay của họ thì họ cầm vào lưỡi dao cắt cái tay họ đầu tiên. Cái thống kê đó, còn ở đó đây